Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Không để trên nóng dưới lạnh trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quý vị thân mến, cuộc đấu tranh với tội phạm tham nhũng là một cuộc chiến cam go quyết liệt, chịu nhiều áp lực nhưng nhất định phải làm trên con đường xây dựng Việt Nam phát triển cùng cường. Phát triển hùng cường, dù con đường phía trước còn lắm chông gai và không biết khi nào mới là trận đánh cuối cùng. Không ngủ quên trên chiến thắng bước đầu. Không ngủ quên trên chiến thắng lợi bước đầu, 10 năm trôi qua kể từ khi Hội nghị Trung ương 5. Kể từ khi Hội nghị Trung ương 10 khóa 11 tháng 5 năm 2012, quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban và trận đánh giặc nội xâm đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Phòng chống tham nhũng là phòng chống giặc nội xâm, tức là chống thói hư tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, tệ ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức, tiền tài của cải vật chất do người khác biếu xén cho tặng, hối lộ với động cơ không trong sáng. Nó thường xảy ra đối với những người có chức có quyền, có nhiều mối quan hệ gây áp lực cho cơ quan chức năng. Vì vậy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự và đặc biệt không được phép ngủ quên trên chiến thắng với bước đầu, không được phép thấy quan tham đã xa vòng lao lý mà cho rằng vòi bạch tuộc đã bị chặt đứt. Đấu tranh phòng chống tham nhũng không thể chủ quan, nóng vội, thỏa mãn, không né tránh, cầm chừng, nhưng phải kiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng. Vừa phải kiên trì giáo dục, quản lý ngăn ngừa, răn đe, không để xảy ra tham nhũng, vừa phải cảnh giác đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng đấu tranh phòng chống tham nhũng để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, thường trực ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cho chủ trương xử lý đối với những vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực nhà nước, việc chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một lần nữa thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và từ Trung ương đến địa phương trong giai đoạn mới. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trung ương đã chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ thể chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực cả ngay trong Đảng và Nhà nước. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 30 bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là ban hành quy định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và hướng dẫn số 25 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực, đã hình thành cơ chế đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022, Quốc hội đã thông qua dự án Nhật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 44 nghị định, 15 quyết định, cán bộ ngành ban hành 216 thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế xã hội, kịp thời thể chế hóa các đường lối chủ trương của Đảng, góp phần phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chưa bao giờ Ban chỉ đạo Trung ương xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh hành vi tham nhũng tiêu cực như thời gian gần đây, nhất là việc xử lý khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, dứt điểm giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với hai trường hợp ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng trong vụ công ty Việt Á gần đây đã thể hiện nhất quán quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Việc xử lý ba cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước do có sai phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán chính là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật 2.700 tổ chức đảng,
gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị xử lý do tham nhũng. Hơn 100 cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 50 tướng lĩnh sĩ quan trong lực lượng vũ trang. Đông đảo cán bộ nhân dân cho rằng con số này nói lên nhiều điều, đó là sự khẳng định cho quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đảng, Nhà nước đang quyết liệt thực hiện. Để từ đó, Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, Ban chỉ đạo Trung ương lãnh đạo chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của người đứng đầu và các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo. Sự gương mẫu quyết liệt nói đi đôi với làm, với Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo và các đảm bảo về mặt chính trị tạo động lực to lớn, và do đó, đây là nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua và những năm tiếp theo, đồng chí Phan Đình Trạc nói. Công tác cán bộ trở nên tròn khâu. Thưa quý vị, kết luận số 20 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật được coi là chủ trương có ý nghĩa đột phá, giúp công tác cán bộ trở nên tròn khâu, có vào có ra, có lên có xuống như quyết tâm chính trị của đảng viên nhiều nhiệm kỳ qua. Sau phiên khai mạc hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương đã thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Trong đó, căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật. Trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để 3 đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Cũng tại ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. Việc ba ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang, Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương được thực hiện sau khi Bộ Chính trị thi hành các quyết định kỷ luật. Trong đó, quyết định kỷ luật ông Bùi Nhật Quang diễn ra trước phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 chỉ ít ngày. Tại phiên họp ngày 30 tháng 9, Bộ Chính trị kết luận, ông Bùi Nhật Quang chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020, giai đoạn từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 và nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2015. Vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của đảng ủy dẫn đến nội bộ Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội mất đoàn kết, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và một số đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài sản chính, tài sản đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học đào tạo, giải quyết khiếu nại tố cáo, không thực hiện nghiêm chỉ đạo kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Vi phạm khuyết điểm của ông Bùi Nhật Quang gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và bản thân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang. Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với ông Bùi Nhật Quang đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng. Trong những vi phạm được điểm tên, dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý nghiên cứu khoa học đào tạo. Nhiều năm nay, Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Xã khoa Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội khiến nhiều người gọi là lò ấp tiến sĩ khi việc đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ có biểu hiện chạy theo số lượng, mang tính thương mại. Nhiều luận án tiến sĩ khi công bố khiến dư luận không nhịn được cười, không thể hiểu tại sao ở một viện dưới mác Hàn lâm đầy tri thức như vậy lại nghiên cứu những điều tưởng như chuyện tiếu lâm, xào xáo, luộc đề tài. Trước thực trạng đó, Thanh tra Chính phủ vào cuộc và kết luận nhiều vấn đề về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn năm 2015 đến năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội. Theo kết luận thanh tra, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội ban hành các quy chế quản lý khoa học, nhưng nội dung có nhiều điểm bất cập,
không hợp lý, dẫn đến các đơn vị cấp dưới không tiếp thu kịp thời, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiều đề tài không đúng quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.